Những cửa hàng bán đồ ăn vặt nhiều vô kể, từ vùng thành thị đến nông thôn, không khó để tìm một cửa hàng bên hè phố ăn chơi những món lót dạ lúc ban chiều. Món bánh tráng trộn là một ví dụ cho một món đồ ăn vừa ngon mà giá thành vô cùng hợp lý và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nó được sản xuất một cách sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm hay chưa thì chắc hẳn còn nhiều chuyện đáng bàn. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video về quy trình sản xuất giống như làm bánh tráng. Phần bánh tráng được cắt thành từng sợi nhỏ. Tuy nhiên, sau khi bánh tráng được cắt thành đống thì được đặt dưới sàn nhà mà chẳng có dụng cụ gì hợp vệ sinh để đựng. Sau khi được cắt thành sợi nhỏ, bánh được một người đàn ông bóc vào túi ni lông và bất ngờ dùng chân đất để nén đống bánh tráng nằm trong túi. Đoạn video ngay sau đó đã được nhiều lượt tiếp cận. Cùng với đó, cảm giác bất ngờ về quy trình sản xuất không hợp vệ sinh được nhiều người thể hiện. Một số thành viên mạng xã hội cũng khuyên nhau nên tự làm đồ ăn ở nhà để yên tâm hơn về chất lượng. Còn những món ăn đường phố thì phần nào việc mất vệ sinh vẫn hàng ngày xảy ra, nhưng khuất mắt nên mới dễ dàng bị bỏ qua. Đoạn clip làm bánh tráng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!